Như vậy là 10 bạn nữ có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Vỗ tay quý vị. Vâng, rất là liều lĩnh, rất là dũng cảm. Những trò chơi hot nhất của bạn của chúng tôi sẽ được công bố ngay sau đây. Và để tham gia trò chơi này thì chúng ta sẽ chia làm nhiều đội và mỗi đội là một nam và một nữ. Bây giờ MC đếm 1 tới 3. Bạn nam nào thích về đội bạn nữ đứng phía sau bạn đó. 1, 2, 3. Chọn đội cho mình, nhanh lên. Chú rể chọn ai? Nhanh lên, đứng sau, đứng sau. Đứng sau bạn gái mình, đứng phía sau. Rồi, đủ chưa? Vì rất là đông các bạn tham gia nên chúng ta sẽ có cuộc thi vòng gửi xe đạp. Ai vượt qua vòng gửi xe sẽ lọt vào vòng chung kết. Và vòng chung kết gồm có 5 đội chơi. Chúng ta sẽ loại 5 đội, được không ạ? Và tham gia vòng gửi xe thì sẽ phụ thuộc vào tất cả bạn nam. Ai khỏe nhất sẽ là người thắng cuộc. Vâng. Thôi, chú rể không được mà nha. Bây giờ nha, khi MC đếm 1 tới 3, các bạn nam bế các bạn nữ lên. 5 đội sống sót cuối cùng sẽ lọt vào vòng chung kết và nhận trị giá giải thưởng là 100.000 won cùng một bộ hình xăm 500.000. Rồi, đứng im. Tất cả đứng im. Thắc mắc. Bây giờ là không thắc mắc, thắc mắc lên phường. Rồi, music chuẩn bị chưa? Nhạc bốc lửa lên nha. MC đếm 1 tới 3 là bế lên. Đó. Đội nào mà lâu nhất được là thắng cuộc. Xin mời, đứng dậy giãn ra tí nha. Chuẩn bị chưa? Mấy bạn nam chuẩn bị chưa? Quý vị chuẩn bị chưa? Một tràng vỗ tay cho các đội chơi. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, rồi bế lên. Trời ơi, bình thường. Rồi, từ từ nha. Rồi, chú rể đây. Chú rể lên. Trời. Bây giờ quay 5 vòng. Quay nào, quay 5 vòng. Mày hả mày? Chết mày chưa? Chết mày chưa? Rồi, xin mời các đội chơi trở lại sân khấu. Rồi, ok. Ok, xin mời các đội chơi trở lại sân khấu của chúng tôi.